HCTV6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thể thao tối trên kênh Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý khán giả và các đồng chí, vào tối mai đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 gặp đội tuyển Thái Lan. Trong cuộc họp báo trực tuyến trước cuộc đối đầu này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những đánh giá về đối thủ, đồng thời khẳng định mục tiêu của đội tuyển Việt Nam. Tại cuộc họp báo trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá đội tuyển Thái Lan là đội bóng mạnh, ở giải đấu nào họ cũng là ứng cử viên cạnh tranh ngôi vô địch. Họ có đội hình chất lượng. Ở giải năm nay dù chưa có gì quá nổi bật nhưng không thể nói đội tuyển Thái Lan không phải là đội bóng mạnh. Ông luôn dành sự tôn trọng đối với họ. Ngoài ra, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng chia sẻ thêm, ở giải đấu lần này, ông và các học trò luôn nỗ lực hết sức, dù có thể chưa làm thỏa mãn người hâm mộ. Ông tin rằng đội tuyển Việt Nam có thể giành chiến thắng. Trong khi với phát biểu của mình, trung vệ Đỗ Duy Mạnh tin rằng với những kinh nghiệm từng chơi ở giải đấu khắc nghiệt như vòng loại thứ 3 World Cup, các cầu thủ của Việt Nam sẽ có được sự tự tin khi trở lại AFF Cup năm nay. Anh và các đồng đội sẽ cố gắng thể hiện những gì tốt nhất, qua đó tiếp tục đạt được những mục tiêu đề ra. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.